Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về bí quyết xào rau muống nhé. Làm sao cho rau muống của chúng ta khi xào nó xanh ngon mà để được lâu, ăn rất là mướt, giòn, ngon nhé. Và trước khi xào thì mình sẽ đi ra vườn, mình sẽ hái rau muống của nhà về trồng này. Sau đó mình sẽ mang đi ngặt bớt lá đi, để khi xào ăn sẽ rất là giòn, ngon và không bị lát nhé. Còn bạn nào thích ăn lá thì các bạn cứ để cả lá nhé. Và ăn rau muống vì sao thì chúng ta nên bổ sung, vì ăn rau muống nó có rất là nhiều công dụng, làm giảm cholesterol, điều trị bệnh vàng da và các bệnh về gan, điều trị bệnh thiếu máu, trị táo bón, trị khó tiêu, giúp bạn phòng ngừa tiểu đường, tốt cho tim mạch. Và ăn rau muống lại còn rất là nhiều lợi ích khác khác đối với cơ thể, bởi vì nó còn cung cấp năng lượng, protein, lipid, glucid, chất xơ, beta caroten, vitamin C, canxi, sắt, natri, kali, kẽm. Thế nên khi mà chúng ta bổ sung rau muống vào đúng mùa ấy, thì nó cực kỳ tốt cho cơ thể, thậm chí phòng ngừa được cả ung thư, giúp bổ mắt, tăng cường hệ miễn dịch, giúp chúng ta có giấc ngủ ngon, trẻ hóa làn da và chống lão hóa và ngăn ngừa rụng tóc. Thế nên hôm nay mình muốn chia sẻ để các bạn vừa có một món ăn rất là ngon từ rau muống, lại rất là tốt cho sức khỏe như vậy. Đây, rau muống khi mà ngái về chúng ta sẽ bỏ bớt cái lá đi. Nếu chúng ta tiếc cái phần lá thì chúng ta có thể rửa cái lá này đi, rồi chúng ta sẽ nấu canh rau muống à, cũng rất là ngon nhá. Còn không thì chúng ta sẽ ngặt đi thấy cái phần cẳng này, sau rửa thật sạch đi, rồi mình mang đi mình luộc sơ rau muống, rồi ngâm vào ấu nước lạnh, rồi sau đó mình mới xào. Thì khi đấy rau muống của chúng ta nó rất là xanh, ngon và nhanh chín, nó không bị thâm, bị nát. Và xào rau muống ngon thì chúng ta dùng mỡ lợn chúng ta xào nhé. Cho mỡ lợn vào, rồi chúng ta cho tỏi vào, chúng ta phi thơm lên. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần rau muống mình đã trần với nước nóng, sau đó mình đổ ra ấu nước lạnh và để ráo nước như này, cho vào chúng ta xào như này. Xào nhanh thì nó sẽ không bị thâm rau nhé. Và khi rau trần như này thì nó đã chín sơ rồi. Và mình chỉ cần cho nêm nếm gia vị vào để xào cùng. Hạt nêm và dầu hào là chính thôi, hai cái nguyên liệu này để xào rau muống thôi. Các bạn ăn được cay thì cho thêm vài nát ớt nữa khi chúng ta xào nhé. Khi xào xong như này rồi thì mình cho ra đĩa, thì mình sẽ có một đĩa rau muống này, xanh mướt rất là ngon như thế này, ăn lại giòn và cực kỳ đưa cơm. Nếu ăn với cơm trắng với mì đều ngon nhé các bạn nhé, nhất là mì tôm xào chúng ta ăn cùng với rau muống này. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Nếu các bạn thích này, hãy làm giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video của mình.